Triệu Lệ Dĩnh đập tan tin đồn bị chồng bạo hành bằng hình ảnh vô cùng lộng lẫy. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn và mỹ nhân họ Triệu bị chồng bạo hành, phải nhập viện lúc nửa đêm. Thậm chí, trên mạng còn có những hình ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh trong bệnh viện. Tin đồn nữ diễn viên Hiễu Phỉ ly hôn vì bạo lực gia đình đã râm ran từ lâu, nhưng chỉ thực sự rộ lên khoảng một tháng qua. Đáng chú ý, trước tin đồn thất thiệt, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều không có phản hồi. Mới đây, Sina đăng tải hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại một sự kiện. Nữ diễn viên diện chiếc váy trắng lộng lẫy xinh đẹp, không hề có dấu vết của việc phải nhập viện vì bạo lực gia đình. Không cần lên tiếng, nữ diễn viên dùng hình ảnh của mình để đập tan những lời đồn thất thiệt. Thậm chí cách đây không lâu, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp cùng nhau trở về trong một chuyến nghỉ dưỡng. Cả hai cho thấy sự ngọt ngào, tình cảm, không có dấu hiệu có bất hòa. Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh lần này không những đập tan các tin đồn mà còn trở thành từ khóa tìm kiếm cực hot vì số lượng người đến để nhìn thấy nàng tiểu hoa đán. Những bức ảnh được người qua đường tung ra cho thấy các tầng của trung tâm thương mại nơi nữ diễn viên họ Triệu sẽ xuất hiện chật kín người. Theo Sina, cảnh tượng người chen chúc, ken cứng khiến nhiều người, những gian hàng tại đây và đội ngũ an ninh hoảng loạn. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được huy động vì lo tai nạn mất an toàn. Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại hiện trường, trung tâm mua sắm lập tức đóng cửa để không ai được phép vào, tránh gây mất an toàn an ninh. Cảnh tượng này cũng được ví không khác gì cảnh người dân đi lễ chùa vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán ở nước này. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh lớn tới mức nào. Trên thực tế, các tin đồn về nữ diễn viên liên tiếp xảy ra được cho là do cô quá nổi tiếng. Trước đó, theo nguồn tin tiết lộ, vụ bạo hành xảy ra, nguyên nhân là do Triệu Lệ Dĩnh phát hiện Phùng Thiệu Phong ngoại tình, bị bắt gian tại trận, nhưng Phùng Thiệu Phong không hề hối hận còn ra tay đánh Triệu Lệ Dĩnh. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn bất hòa, thậm chí ly hôn. Nam tài tử cũng từng vướng phải tin đồn ngoại tình với một nữ diễn viên trẻ không tiếng tăm. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong phim Giả Tình Thật hiện đã kết hôn và sinh con, nhưng những ngày gần đây, trong giới đột nhiên rộ lên tin tức hai người họ ly hôn. Trước thông tin này, hai người đều giữ im lặng để những tin này tự động lắng xuống. Thế nhưng những blogger lại càng được nước đẩy câu chuyện đi xa hơn. Thậm chí có những nơi còn đăng tin tức sai sự thật. Ví dụ khi tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh thì sẽ thấy một số tin đồn ác ý như sau: Phùng Thiệu Phong phát hiện ra nhóm máu của con trai không trùng khớp nên đã ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, hay Phùng Thiệu Phong bị bắt quả tang ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh bị bạo hành hôn mê nhập viện, vân vân. Một số người còn cố ý cắt ghép các cảnh Triệu Lệ Dĩnh quay phim để tạo nên clip giả lừa dối dư luận. Trước đây cũng từng có người đăng bài viết Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn và bình luận thêm rằng tin này hoàn toàn chính xác. Đây là câu trần thuật chứ không phải phỏng đoán, khiến người đọc tin rằng tin đồn này đã có chứng cứ xác thực, nhất thời làm dấy lên tranh luận kịch liệt. Trước các tin đồn này, phòng làm việc của hai diễn viên đều không lên tiếng hay xóa bài đăng, khiến nhiều fan CP của họ tỏ ra lo lắng. Cho đến gần đây, nhiều người phát hiện hóa ra hai diễn viên vẫn luôn âm thầm giải cầu lương, ví dụ như hai người đã cùng nhau để avatar đôi trên mạng xã hội. Điều này đã thay cho tuyên bố chính thức rằng tình cảm của họ vẫn rất tốt đẹp và đập tan vì tin đồn ly hôn. Không những thế, vào thời điểm giữa tháng 3 còn có người của khách sạn tại Thượng Hải tiết lộ nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hẹn hò, vì đạo đức nghề nghiệp nên không chụp lại ảnh hai người, nhưng tin tức này cũng đã đủ khiến các fan CP yên tâm. Tiếp đó, có một blogger tích xanh cũng lên bài đăng tiết lộ Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã mua biệt thự ở Thượng Hải. Hơn nữa, dù lịch trình làm việc của hai người họ trong năm nay đều rất bận rộn, nhưng vào tháng 2, họ đã từng bị chụp lại khi cùng nhau tới Tam Á nghỉ dưỡng. Có fan CP còn xem lại lịch trình của hai người và thống kê ra trong một tháng họ đã ở bên nhau 25 ngày. Cho dù như thế, các tin đồn ly hôn của họ vẫn truyền ra vô số kể, khiến các fan vô cùng tức giận.